tìm một người yêu thương như thế nào? Ngoại hình anh, ngoại hình là em ngoại hình phải khá khá chút xíu, 7 điểm trở lên đấy chị. 7 điểm. Cao chỉ 1m7, bụng không có bự quá. Hơn 1m7. Rồi gì nữa? Em yêu cầu đi, đàn trai đáp ứng cho coi nè. Anh ơi phải phải khỏe nè. Khỏe chắc khỏe luôn. Rồi phải sạch và phải thơm nữa. Anh nên coi cái thơm như thế này chưa biết nha. Cao có sạch và thơm không anh? Sạch, có sạch nhưng mà hơi đen chút xíu. Nó da ngăm ngăm thì nhìn đôi khi nó không được sạch lắm thôi, thể thao mà. Dạ rồi, cho qua được. Rồi còn gì nữa? Em nghĩ là phải trung thủy nè. Phải chăm chỉ, cầu tiến trong công việc cũng như là có tham vọng. Rồi không gia trưởng vũ phu, làm được thì chơi được, chứ làm hết sức chơi hết mình. Tại vì cái tính em cũng vậy rồi, để mà hai người hòa hợp. Em có một cái mẫu hình lý tưởng nào của em không? Về người đàn ông không? Về mặt. Rồi, ngồi đi bạn. Chào. Chào anh Cô Linh. Dạ, xin mời bạn nữ. Oh, wow, ê chà. Chà, bạn gái gì nghe wow không vậy? Wow lắm nha anh Linh nha. Em giới thiệu về em coi em gái. Xin mời em giới thiệu về bản thân mình. Dạ vâng ạ. Em xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Nam Thư cũng như là các vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Nguyễn Thị Hoa, năm nay em 26 tuổi và hiện tại thì em đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Em thì sinh ra ở Nghệ An và lớn lên ở Gia Lai. Em làm công việc gì Hoa? Dạ em kinh doanh bên thời trang. Kinh doanh thời trang, rồi vậy là mặc đồ đẹp lắm rồi ha. Rồi bây giờ xin mời bạn Nam mình giới thiệu về mình nè. Dạ vâng, em xin tự giới thiệu, em là Vũ Minh Đăng. Hiện tại em 29 tuổi, hiện tại đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Quê em là ở Thanh Hóa. Hiện tại em là đang kinh doanh buôn bán tự do. Hiện tại em đang kinh doanh các sản phẩm về dừa. Dừa hả? Dạ vâng. Bên kia là Hoa, bên đây là Đăng, Hoa Đăng. Trời hợp quá. Đã đèn Hoa Đăng cầu bình an, hạnh phúc, thành công cho mọi người. Điểm mạnh, điểm yếu của bạn gái là gì? Dạ em thì vui vẻ, hòa đồng. Và em cũng khá là tự tin vào cái ngoại hình của mình và nói chuyện thì thu hút người đối diện. Tính em là người phụ nữ hiện đại á, thì em quan điểm là phụ nữ thì phải có sự nghiệp nè, độc lập nè, về tài chính cũng như là có sự nghiệp. Và thứ hai là phải lo toan được công việc trong gia đình. Và em thì kiểu em cũng tham công tiếp việc á, nên là nhiều khi em cũng hơi tập trung vào công việc, nên là nhiều lúc cũng có bận rộn. Bây giờ em kể đi, mạnh không? Điểm yếu của em là gì? Điểm yếu của em hay hơi nóng tính á. Nhiều khi bực chuyện vì đó thì em hay chửi nồi niêu xong chào. Là chửi đã cơn đúng không? Dạ đúng rồi, nhưng mà không có gì hết chị đi lên mình chửi như vậy thôi chứ không có để bụng. Còn điểm mạnh, điểm yếu của bạn Nam là gì nè Đăng ơi? Dạ điểm mạnh của em là em thích kinh doanh và tham gia các chương trình từ thiện. Hiện tại em là vận động viên đua xe đạp mạo hiểm và chạy marathon. Em tham gia các giải khắp toàn quốc mình. Em chạy xe đạp? Dạ vâng, đua xe đạp. Quá dữ luôn ta. Dạ vâng. Và em nói em bán dừa hả? Dạ vâng. Bán dừa gì? Là em chuyên tất cả các loại về dừa, như thế là dừa tươi, dừa xiêm xanh, xiêm đỏ, dừa dứa và các sản phẩm như dầu dừa, nước màu dừa, mứt dừa và đồ mỹ nghệ về dừa. Ủa thôi còn là dừa không vậy đó hả? Chuyên dừa, em biệt danh em là Thánh Dừa. Thánh Dừa hả? Thôi dữ luôn. Hôm nay có mang dừa lên đây không? Có mang dừa lên không anh? Dạ hôm nay thì nói chung là nó có nhiều vấn đề nó xảy ra, nó ngoài mong muốn thì xe hàng của em bị hư không lên được nên là không có hàng đưa lên đây. Mời anh lên đi. Ít nhất phải đem mứt dừa lên đây. Đúng chứ. Rồi. Mứt dừa, mứt không dừa. Không có trái đâu. Dừa, không có đầu dừa thì phải có mứt dừa. Em dừa phải thôi. Thấy dừa gì kỳ quá, phải có. Nói chung là nhiều lúc nó cũng rơi vào tình huống nó ngoài mong muốn em ơi. Nhược điểm của bạn Nam là gì hen? Dạ nhược điểm của em là nóng tính. Nóng tính. Nóng mà này nóng nữa. Dạ vâng, và em khi mà em gặp những chuyện bất bình trên đường thì em hay can thiệp vô để em giải quyết vấn đề cho nó được. Ví dụ như họ xảy ra xích mích thì mình không can thiệp giảng hòa cho người ta, nhưng mà đôi khi người ta hiểu nhầm mình. Em hiệp sĩ đường phố hả? Thấy cái gì là bất bình là nhào vô luôn hả? Không, nhưng mình phải nhìn nhận định câu chuyện nó là như thế nào, chứ không phải là mình nhảy vô là mình làm theo cái hướng theo chiều một nghĩa hiệp đó. À vậy về có nóng tính với vợ không anh? Dạ không em ơi, dạ không em ơi. Khi mà hai bên cùng nóng thì tôi hết hai bên im lặng rồi mọi thứ nó sẽ chun chảy hơn. Nóng quá uống nước dừa hết nóng. Chính xác luôn. Đúng rồi, người ta nói cơm sôi thì bớt lửa, biết đời nào khê. Em có tật xấu gì không trai? Dạ tật xấu thì hiện tại em không có tật xấu gì. Không có tật xấu gì hả? Tốt không vậy đó hả? Thiệt không? Để coi thử. Chị thử chị. Kìa nghe, không có tật xấu gì chị Nam Thư chỉ hỏi thiệt không kìa. Ồ, hello. Dạ chào chị. Không có tật xấu gì luôn thiệt hả? Dạ vâng hả. Mình đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi hen? Dạ mình có 2 mối tình. À. Và mối tình gần nhất thì mình trải qua cũng 4 năm. Khi yêu thì người đó là đang sinh viên và mình thì đang bắt đầu từ nghỉ công ty ra mình kinh doanh. Thì nó gặp đôi chút khó khăn, thì khi mình tập trung vào khởi nghiệp thì lúc nào mình phải tập trung cả. Cái thời gian mình san sẻ cho người đó nó ít hơn. Thì khi mà người đó cảm thấy nó bị lạnh nhạt thì người ta chọn bước ra đi. À tức là mình không có thời gian nhiều dành cho người yêu cũ của mình.
Hồi nãy bạn gái bên đây có hỏi á, là vận động viên đua xe đạp. Dạ vâng. Vậy thì có khỏe không? Ờ đúng rồi, có khỏe không? Cái điều đó chắc là phải có rồi. Mình phải có một thể lực rất tốt thì mình có thể đi đua được. Để mình cái cạnh tranh thứ hạng cho với người ta được. Được rồi, thấy chưa? Thấy đàn trai ngon chưa? Em thấy bình thường, từ từ. Vậy là anh chưa gặp đàn gái bên em rồi. Để tôi coi đàn gái sao mà rồi. Qua nhìn đàn trai với nửa con mắt vậy. Trời ơi, mời anh. Hello. Em chào anh. Wow. Ổn không anh? Đúng là hoa. Hoa, đúng, tươi như hoa. Hoa này hoa thuộc hoa Đà Lạt đẹp ha. Một chút hoang dã của núi rừng ha. Một chút lộng lẫy của Đà Lạt ha. Một chút khiêm tốn chứ không như ai kia bà mối chảnh. Trời qua ơi, chơi đàn trai, đẹp có quyền ơi. Đúng. Đàn trai ta cũng sắc nước hương dừa lắm à. Trời ơi, sắc nước hương dừa. Em muốn thử sức khỏe không? Thử. Cho em thử muốn chị. Thử gì? Hít đất đi anh, hít đất đi anh. Hít đi đó, làm dài hết. Hít cho anh. Em hít cho anh 80 cái thôi. 1, 2, 3. Hít thì hít thở thôi. 5, hít. 6, thoải mái vô. 7, 8. Hít hết bụi luôn. 9, thôi 10, 11, 12, 12 cái nha. Em chuyên về tranh luôn. Được. Cuối cùng cũng chinh phục được bà mối bà nó không em hả? Chưa, em còn nhiều vòng lắm. Bây giờ em gái. Dạ. Nãy giờ qua bên đây kiểm tra đàn trai rồi tôi kiểm tra lại nè. Đàn gái có mấy mối tình rồi? Dạ em là có 3 mối tình rồi ạ. 3 mối tình hơn bên đây mối ha. Cái mối tình gần đây nhất là bao lâu rồi em? Dạ cách đây 1 năm ạ. Tại sao chia tay? Em phát hiện ra bạn đó lăng nhăng ạ. Tức là em phát hiện mấy lần thì bắt đầu mới chấm dứt cái mối tình đó? 3 lần ạ. Là em cũng có tha thứ rồi. Thôi vậy cho đi luôn đúng rồi. Đúng rồi. Em gái muốn tìm một người yêu thương như thế nào? Ngoại hình ngay, ngoại hình là em ngoại hình. Phải khá chút xíu, 7 điểm trở lên ấy chị. 7 điểm. Cao chi 1m7, bụng không có bự quá. Hơn 1m7, gọi gì nữa? Em yêu cầu đi đàn trai đáp ứng cho coi nè. Anh ơi phải khỏe nè. Khỏe chắc khỏe luôn. Rồi, phải sạch và phải thơm nữa. Anh em coi cô thơm như thế này chưa biết nha. Sao có sạch và thơm không anh? Sạch, sao? Có sạch, nhưng mà hơi đen chút xíu. Nó da ngâm ngâm thì nhìn đôi khi nó không được sạch lắm thôi, thể thao mà. Dạ rồi, cho qua được anh. Rồi, còn gì nữa? Em nghĩ là phải chung thủy nè. Phải chăm chỉ cầu tiến trong công việc cũng như là có tham vọng rồi không gia trưởng vũ phu làm được thì chơi được cũng như là làm hết sức chơi hết mình tại vì cái tính em cũng vậy rồi để mà hai người hòa hợp. Em có một cái mẫu hình lý tưởng nào của em không về người đàn ông không? Về ngoại hình nhá thì em thấy em thích Noo Phước Thịnh á, còn cái mẫu lý tưởng thì em cũng không quan trọng lắm, giống như mình thương thì mình thương thôi chứ cũng không quan trọng lắm. Bên đây cũng nu nhưng mà rừng xà nu á, anh thấy yêu cầu bên đó em đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? 70%. Em muốn người phụ nữ như thế nào? Nói chung là em không quan trọng vấn đề ngoại hình. Em quan trọng vấn đề đó, người đó là tin tưởng em. Và nói chung là cùng hiểu nhau và chia sẻ nhau mọi khó khăn. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân coi những cái ý kiến trên có hợp lý không nha. Em gái đi với ai? Dạ em đi với chị gái của em ạ. Rồi chào chị gái. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Thứ, chào toàn bộ khán giả và mọi người xem chương trình ạ. Em thấy bên đây sao? Dạ anh trai này khá là chín chắn và có cảm giác là giống như anh trưởng thành ấy. Thì nếu như mà hai người có thể tiến tới với nhau thì em nghĩ là có thể bổ trợ cho nhau. Rồi. Cảm ơn chị. Anh trai đi với ai? Dạ em đi với một người anh của em. Mình tên Khoa, mình xin chào anh Bình Tinh với Nam Thư và mọi người ạ. Thì mình thấy cô gái này được ok xinh, nhưng mà điều đó không quan trọng tình yêu. Quan trọng là em này có tính độc lập và em này cũng độc lập. Hai em rất là trong cái vấn đề đó ok. Anh thấy hai đứa hợp, không gì quý bằng độc lập, tự do là hạnh phúc. Ok. Duyên dáng. Cảm ơn anh trai của bạn Đăng. Bây giờ mình mở rào đi cho hai đứa gặp mặt. Mở rào. Chào em. Chào anh ạ. Cảm ơn quà tặng em. Dạ em cũng. Đây em cũng có quà tặng anh. Em của ít lòng nhiều anh ơi. Ok. Em cảm nhận gì về anh? Em thấy anh cũng chín chắn nè, cũng làm kinh doanh giống như em thì em nghĩ là cũng dễ hòa hợp. Với anh thì lần đầu tiên gặp em thì em thấy là một người là sống về một gia đình. Dạ. Nói chung là em có một cái trách nhiệm gì đó ở cái công việc mình rất cao. Anh có thích đi du lịch không anh? Nói chung là mỗi lần mình đi du đó là một kết hợp với đi du lịch luôn đấy. Em thì có sở thích là ăn đủ thứ luôn, niềm đam mê bất tận về ăn uống và đi du lịch, nên là nếu mà tìm được một người đồng hành như vậy thì sẽ rất là dễ. Hồi nãy em gái nói là cần người đàn ông sạch sẽ thơm đó. Bây giờ em kiểm tra coi có sạch thơm không? Hơi khó kiểm tra. Em đi lại gần chút xíu đi, em đứng dậy em đi lại gần chút xíu. Chết rồi sao em kiểm tra bây giờ? Em đi vòng em đi. Em đi vòng. Đó em hửi coi có thơm không? Em không thấy mùi gì. Em thì kiểm tra sao coi có thơm không?
Dạ không, không không thấy mùi, không thấy mùi thơm. Cũng không thấy mùi cơ thể. Mà rồi bây giờ Thư hỏi nè, quan điểm hai bạn á về cái chuyện sống thử trước hôn nhân thì như thế nào? Tại vì em là kiểu hiện đại, em thấy sống thử thì nó cũng không phải là cái gì đó quá. Giống như hai người nếu mà đã xác định là cưới nhau đi thì có thể là sống thử một thời gian để xem thử có hợp với nhau hay không. Thế trong quá trình đó mình tìm hiểu nhau, mình thấy không hợp nhau thì mình chia tay. Còn nếu như mà mình thấy hợp nhau thì mình tiến tới hôn nhân. Mới gặp nhau, quen nhau, cái sống thử thì em thấy không nên. Chính xác luôn, anh không nghĩ như vậy. Không nên làm chuyện đó. Rồi bây giờ Thư hỏi Đăng câu nè. Thấy bạn gái nữ xinh không? Dạ rất xinh. Rất xinh. Người ta nói lấy vợ đừng lấy xinh quá. Vợ mà đẹp quá lo lắng lắm. Vậy thì bây giờ ví dụ đi, Rinh cô này về được làm vợ mình, rồi lúc đó Đăng có lo lắng không? Vợ mình đẹp quá mà. Nói chung thì cái điều đó thì người đàn ông nào cũng có. Này cũng có lo lắng đúng không? Tính em là sống tình cảm ấy, thì em mà thương ai rồi á thì rất là chung tình, suy nghĩ có một người đó thôi, chứ không có lum la. Nói chung là anh rất ghét mẫu đàn ông mà lăng nhăng. Và bạn ấy thấy không cho làm chuyện đó. Dạ. Bây giờ nè, trước khi chúng ta bấm nút thì mỗi bên có thể hát tặng nhau một bài nào đó để chúng ta truyền cảm hứng cho nhau được không? Em hát một câu nhá. Em vẫn siêu tỏ tình đấy thì sao nào? Em yêu anh đấy thì sao nào? Hy vọng anh đừng ngơ ngác, đừng câu mày. Thôi coi như chưa nghe thấy cạn ly vậy. Em hát được một câu này. Có hay. Bài này có tên là Mượn rượu tỏ tình ha. Ý nghĩa quá trời ở trên bài hát. Hãy bấm nút bấm với trách nhiệm của mình. Yêu thương, hãy bấm. Còn không rung động trái tim, chúng ta không cần bấm. Chuẩn bị. 3 2 1 Hết thời gian. Nào, hãy xin phép chị đi. Dạ, em xin phép chị được làm quen với em gái của chị. Và em xin phép được thơm em gái chị. Thơm là gì? Thơm. Thơm á. Cái đó là do bé Hoa quyết định. Em đồng ý cho anh thơm em một cái. Nó thơm chán đi anh. Thơm chán. Yeah. Thơm chán tức là hôn con, em hiểu không? Có. Má, hôn má, hôn má. Nó kêu nghe cái chóc luôn nha. Như vậy là cũng chúc mừng. Tuyệt vời lắm rồi ha. Đây là chiếc vé xem phim của Cùng Đập Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Các bạn đến đó để xem phim, để tìm hiểu nhau nha. Quà tặng dành cho hai bạn là một cặp gối cao su thiên nhiên đến từ công ty cổ phần Vinalatex. Và một phiếu mua hàng giảm giá 25% khi mua sản phẩm nệm Vinalatex tại tất cả các chi nhánh trên toàn quốc nếu hai bạn tiến tới hôn nhân. Nệm cao su thiên nhiên Vinalatex, nên tự hào cao su Việt. Tại quá. Bạn tên gì, năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ em tên là Trinh, năm nay em 23 tuổi. Ngọc Trinh nữ phải không? Dạ. Trinh đang làm việc ở đâu? Dạ em là kỹ thuật viên gây mê hồi sức của bệnh viện Phụ Sản Mê Công. Rồi mời bạn nam của chúng ta bước ra sân khấu đi. Mời bạn trai. Rồi chào bạn. Mời bạn ngồi. Bên kia là cô Trinh, 23 tuổi, làm gây mê hồi sức. Bạn tên gì? Em tên là Huỳnh Công Minh, năm nay 25 tuổi, hiện đang làm nhân viên hàng không. Cụ thể là bạn làm việc gì? Em làm an ninh sân bay. An ninh sân bay hả? Dạ, an ninh chắc là cao to lắm đúng không? Cao xíu rồi chị ơi. An ninh sân bay ngày nào bạn gặp biết bao nhiêu người ra? Dạ, bữa mới gặp anh xong á. Mới gặp hả? Dạ đúng rồi. Có cho tôi vô không? Có. Có xét gì không? Không. Bạn Trinh ơi, bạn thì nói là làm cái mê hồi sức mà tôi dòm cái bên ngoài xong nó không có ăn nhậu gì với cái công việc bạn đang làm hết trơn vậy? Dạ nghề nó chọn mình chứ phải nó nghề nó chọn ngoại hình đâu chị. Trong đầu mình cứ nghĩ làm trong bệnh viện người cái nhỏ nhắn ha, bạn là rất là nhìn rất như là hot girl vậy ha, cao to bự như là người mẫu vậy ha. Em thì nhỏ lớn giờ em dậy á chị. Rồi hồi nhỏ lớn dậy là có nhiều bạn trai không? Bạn trai nhiều người yêu cũng có chị. Vậy hả? Rồi mình ở không là bao lâu rồi? Gần 2 năm. 2 năm. Bạn có đi sân bay lần nào chưa? Dạ có được 1-2 lần. Bạn có gặp an ninh sân bay chưa? Dạ chưa, em không có làm gì phi pháp cần an ninh sân bay. Đâu có, bạn phải qua cửa an ninh chứ. Bạn thấy mấy chàng an ninh mà cầm mấy cây rà rà vô người bạn á. Cái anh rà rà hả? Ừ anh rà rà đó. Em gặp anh rà rà được 2 lần. Bên kia cái công việc của người ta hàng ngày là ta đứng rà rà. Còn bạn công việc hàng ngày của bạn cái gây mê hồi sức đó là sao, bạn nói rõ cho em. Dạ công việc của em là gây mê bệnh nhân rồi muốn làm gì làm. Là mình điều khiển cái đó được? Dạ được.
người ta không cần mổ hơi trơn mà mình thích người ta mê cái là mình cũng cho người ta mê luôn. Cái đó làm được là em đâu có ngồi đây chị. Rồi hiện giờ em sống trong gia đình em sống với ai? Dạ em sống với ba mẹ với chị hai. Ba mẹ chị hai, chị hai có gia đình chưa? Dạ chưa. Rồi làm sao em biết cái chương trình mà em đến với tham gia chương trình của mình? Thật ra là có hồi đó có một anh tìm hiểu em, anh nói là em ơi cái chương trình này hay lắm em coi đi. Cái hai đứa không tới được với nhau, cái em đăng ký tham gia luôn. Rồi, ngày nào bạn cũng đứng ở ngay cửa hàng không đó, an ninh đó. Biết bao nhiêu cô tiếp viên xinh đẹp đi qua, dạ. Bạn đẹp trai vậy. Mà sao ế đến đây là sao? Không, mấy tiếp viên đó, ra, chỉ ngắm thôi, không có làm gì hết trơn á. Sao ngắm? Thì ngắm thôi. Ngắm ngày nào cũng ngắm vậy đó hả? Dạ đúng rồi, ngắm thôi. Ngắm ngang ngắm không? Dạ giờ ngắm nhiều quá, biết là nó bình thường rồi, trai rồi. Bây giờ bạn thích bạn gái của bạn là người như thế nào? Có người là dễ thương, rồi dịu dàng, rồi vui vẻ với mọi người. Cao, thấp, mập, ốm. Em 7, thấp hơn xíu, khoảng 6. Bây giờ bạn thích không thích cái gì ở người phụ nữ? Em sợ là phụ nữ là đánh đá quá anh. Đánh đá rồi gì nữa? Hết rồi. Sao bạn chớp chớp dữ vậy? Hả? Bạn tự giới thiệu về mình coi. Dạ em không đánh đá nhưng mà em hơi lanh chút thôi ạ. Lanh là khác mà đánh đá là khác. Bây giờ cái mẫu bạn trai của em sao? Em muốn cái người sao thì em mới chịu gây mê. Khi mà em ăn dài cao gót là cao nghe em là được. Em cao bao nhiêu? Dạ 1m6. Được rồi. Không da trưởng. Không chê mập. Không gì? Không chê em mập. Em hơi tròn hay chứ em không có mập. Chịu đựng được giọng ca của em. Hả? Giọng ca làm sao em? Tại vì em ca không có hay mà em rất là hay ca. Thì bây giờ thử người ta mới biết có chịu đựng được hay không chứ. Em xin hát bài Qua Đêm Nay. Rồi. Không biết qua nổi không nha. Qua đêm nay sóng gió sẽ bay về với mây ngàn. Dời lên yêu thương ta hãy khép mây nỗi buồn. Sâu thẳm trong mắt em là ánh mắt của anh. Nhìn em âu yếm những rung động trái tim yêu mềm. Rồi chưa đủ rồi, chưa đủ rồi. Hiểu giọng hát rồi ha. Bây giờ bạn cảm nhận giọng hát thế nào, bạn nói chịu đựng được không? Dạ được anh. Được đúng không? Dạ được. Cũng dễ thương chứ bộ. Bây giờ hỏi nè, hỏi bạn trai bên kia rủi nhưng mà hai bên đồng ý cưới nhau thì giờ bạn lấy vợ ở đâu? Dạ ở nhà em à. Ở sân bay. Sân bay luôn à. Đông không? Không đông lắm anh. Không đông, đông lắm là bao nhiêu? Ba mẹ, anh chị. Anh chị ruột hay là anh? Ruột à. Ủa chưa có ai có gia đình hết hả? Dạ có một chị thì có gia đình rồi, còn anh thì anh sinh đôi thì chưa có. Đâu? Có anh sinh đôi nữa hả? Dạ, vậy mình nhìn anh sinh đôi là mình biết người đó bên kia sao rồi? Đâu anh sinh đôi rồi. Đâu? Anh sinh đôi là anh nào đâu? Rồi. Dạ em chào anh Nguyên Linh, anh chào chị Cát Tường. Em tên là Huỳnh Công Phước. Phước. Em là anh em sinh đôi với bạn Minh. Bạn có bạn gái chưa? Dạ chưa chị. Chưa hả? Sau tới đăng ký để, lên để em luôn nghe. Để em chơi, em chơi trước, em chơi sau. À, ủa hai anh em có giống nhau không? Nhìn heo heo giống rồi chứ không có giống. Heo đó hả? Em có đẹp được như em không? Em của em đẹp hơn em. Ờ vậy hả? Mừng quá. Thôi được rồi, thấy vậy đẹp trai rồi, hỏi hoài. Hai anh em chọn ai? Em không thấy được anh đó luôn. Không thấy luôn hả? Cái má cái bàn sao thấy được? Đúng rồi, thấy mất hấp dẫn đúng không? Dạ. Hai anh em đẹp trai lắm. Không có giờ vậy đi. Bây giờ chị anh em được không? Chứ chị coi. Chào chị. Nghe nói chưa được có nhìn. Ủa, nữa. Không có giống lắm ơi. Thất vọng hả chị? Không giống lắm ơi. Thất vọng. Coi ai đẹp hơn ai cô, tôi lựa trước rồi tôi chừa lại cho cô một người. Tôi lanh quá à. Chào em. Chào chị. Bạn tên gì? Em Minh. Dạ chào Minh. Dạ chào chị. Minh khỏe không? Dạ khỏe. Tôi thấy bà Mai làm sao lơ như bà này chứ. Khỏe. Dạ. Khỏe mới đi làm mai làm mối cho người ta được. Nhưng mà Tường còn độc thân. Được rồi, bên đây cao 1m6. Hơi tròn tí nhưng mặt cũng rất là xinh. Dạ. Không sao, về bỏ đói mấy bữa là coi được rồi. Chị, Tướng này bỏ đói mấy bữa là người mẫu luôn á. Dạ. Nhưng mà còn nếu mà nhà cảm thấy không được nữa thì qua chị. Dạ. Chị coi em có ưu điểm em chị. Ưu điểm gì? Ăn xong ăn phấn, ăn ảnh, ăn hàng. Em Phước đứng này Phước. Mấy đây cho người ta nhìn mặt nè. Lên đây đứng luôn đi. Thấy đẹp gái không? Ưng không? Quế em. Ưng giùm không? Dạ ưng anh. Ưng rồi đúng không? Kêu đi. Anh hai. Rồi. Ngon rồi. Khoan, trước khi nhìn cái bạn bên cái rèm thì thấy anh hai của bạn sao? Dạ cao to một. Còn đẹp trai hơn. Cố gắng nha. Cái ở đây là nhiều người ta ngắm nghía lắm á. Dạ. Kéo bàn lên đi. Kéo bàn lên đi. Cặp này làm xôm quá. Cái mốt đi mà có anh chị rồi chương trình mà ai tham gia anh chị anh rồi đẹp trai rồi nhớ dắt theo nha. Rồi chúng ta có 2 phút. Dạ, chào anh. Chào em. Thường là em hay đi chơi đâu?
mục tiêu của em là một năm du lịch trong nước một lần, hai năm du lịch trong nước, hai năm sẽ đi ngoài nước. Anh cũng thích đi đi lắm, nhưng mà tại vì thời gian á không có nhiều, thường là thường đi với anh trai mà chứ không có đi ai hết trơn á. Trước giờ đi học cấp một cấp hai ba là học chung, đi đâu cũng chung á, nhiều khi tắm cũng chung luôn. Có đi chơi người yêu chung luôn không anh? Không chị nói thì không, bạn bè cũng không. Nhưng nữa anh về anh rà hoài có ghen không? Còn mới coi lại anh rà mà có để ý không đó anh. Bây giờ em muốn gây mê ảnh chưa? Đứng lên ủa rà mới xác vậy á anh? Đúng không em? Rà sao rà thử coi. Rà trước kia lại phải dơ với hai tay lên quay cái mặt thẳng ra. Rồi rà cho đúng kiểu nha, bay coi mà không được là chết đó nha. Rồi trời ơi, xong rồi, bây giờ trả cái này lại. Dạ dạ. Đứng đó. Em cầm này lại, này là cây kim. Vì em gây mê em gây sao em gây coi. Gây đúng kỹ thuật nha. 2, 3. Vâng là chích đây, chích gây mê 1, 2. Em phải nắm tay mới chứ. Đúng rồi, muốn nắm thì nắm đi chứ. Chích vô đâu mà nắm tay? Chích đây nè anh. Đâu phải, chích vô đây nè. Rồi ngồi xuống tôi cái đi. Hồi nãy bạn rà và có thấy tín hiệu gì chưa? Sắp nghe. Nãy bạn ấy rà, em có thấy gì, cảm giác gì không? Thấy ngại. Thấy ngại vô sân bay rà có gì đâu ngại. Sân bay khác, đây khác. Em có muốn gây mê này không? Lúc đầu thì không biết, nhưng mà giờ thì em muốn rồi đó. Hết giờ. Rồi, đặt tay ra phía sau đi. Mốt tôi nhớ tôi đi sân bay đừng có rà nha. Rà các tường kìa, các tường rà vô tiếp xíu. 1. Suy nghĩ kỹ rồi nhấn nút nha, rồi cơ hội rà với gây mê. 2. Ho thì chưa có đêm. 3. Hết thời gian. Rồi, chúc mừng các bạn. Trai tài gái sắc đây. Hai bạn thấy mặt chúng giống nhau, người ta nói mặt chúng giống nhau thường ăn đời ở kiếp á. Đó, cần xứng quá trời, thấy chưa, 1m6, 1m7 quá đẹp rồi còn gì nữa. Hai người nắm tay nhau. Nắm tay nhau cái đi, nãy cũng có nắm rồi đó, bây giờ mình nắm lại. Mời hai người xuống dưới. Ví dụ như chuyện gia đình hay là những cái công việc hay những cái vấn đề khác. Tức là phải nói rõ là không phải là phụ nữ lộng lẫy, mà dạ. Em nói là sợ không thích phụ nữ bị xe xua nhiều đúng không? Dạ. Xe xua nhiều là nó sẽ quên hết công việc phụ gia đình. Phụ nữ hiện đại cho ta nên để cho người phụ nữ hiện đại họ tự chăm sóc mình. Họ chăm sóc sắc đẹp của mình, chăm sóc thân thể của mình, chăm sóc sức khỏe của mình, họ có thể diện cho họ đẹp. Bởi vì người phụ nữ họ đẹp thì mình cũng vui vậy nhá. Dạ. Ta phải nhìn thoáng hơn chút xíu. Anh nghĩ là như vậy. Còn cái đó là sở thích của em, là không muốn người, dạ, không sợ người phụ nữ trưng diện quá rồi chăm sóc mình quá, mất thời gian, không có thời gian chăm sóc con cái gia đình đúng không? Dạ, dạ ý em là như thế. Yên tâm, dạ, phụ nữ sẽ cân bằng cái điều đó. Dạ. Rồi còn điều gì nữa em sợ? Em hy vọng là sẽ hiểu thì ví dụ như bạn này, bạn ở Nha Trang thì cũng là gọi là gốc miền Trung, thì sẽ là sắp xếp công việc, ví dụ như nếu mà tiến xa với nhau hơn á thì sắp xếp công việc rồi cân bằng giữa nhà nội với nhà ngoại sẽ là mối quan hệ hai bên. Dạ, cho nó ổn thỏa một chút xíu là được ạ. Nói chung là bạn này mong muốn người phụ nữ biết cân bằng cái bên trong và bên ngoài, xã hội và gia đình. Đó, ý là vậy. Rồi. Em đi đó ai? Là ý của nhà trai. Nhà gái, chào em gái. Nhà gái nói rồi đó. Nhà gái thấy mình đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Chắc em cũng được 70-80 vậy. 70-80 hả? Dạ. À, em ở Khánh Hòa. Dạ, Khánh Hòa. Là tại Khánh Hòa luôn. Dạ, ở Nha Trang, gần biển ạ. Rồi mình nghĩ rằng mình vào Sài Gòn sớm nhất, thành phố Hồ Chí Minh sớm nhất là bao lâu nữa? Trước mắt là đã thuê mặt bằng rồi, thì em phải qua được một cái khóa training của bên sếp em nữa. À. Dạ, thì nó đạt được yêu cầu á thì có động lực hơn. Giờ 80-90% rồi đó. Dạ. À. Hết dịch là sếp triển khai là vô luôn đó. Rồi. Ừ. Bây giờ thì hỏi kiếm người thân đi. Sao hỏi người thân rồi sao? Em gái Khánh Hòa đi với ai? Dạ, em đi với dì và em gái ạ. Dạ. Rồi, chào nhà gái. Nhà gái cho ý kiến nào. Xin chào hai MC, chị Hồng Vân và Quyền Lân. Chào cháu Tú. Dạ, xin chào gia đình của cháu Tú. Nãy giờ qua trao đổi thì thấy cháu Tú là người rất là nhanh nhẹn, hoạt bát, lanh lợi, làm MC không phải dễ. Dạ, cảm ơn. Với bé Châu á, thì ở nhà là bé Châu đó là đứa rất là ngoan ngoãn, lễ phép, hiền lành lắm, mà còn không có trưng diện gì nhiều. Tuy nhiên là như hồi nãy cháu nói á, thì theo dì á,
vì là phụ nữ nè, thì không có điều kiện thôi, chứ có điều kiện thì vợ đẹp ra đường sánh vai với một người vợ đẹp mình tự hào chứ à? Yeah. Phải không? À, cho nên là mình thoáng ra chút xíu. Thì tới đây là mấy bữa nay là cái cháu nó cũng rất là hồi hộp rồi, mà chắc cháu bên này cũng vậy. Thì với công sức của chương trình cũng đã duyệt qua hồ sơ, bao nhiêu cái hồ sơ, và bây giờ hai đứa gặp ở đây đó là cái duyên rồi. Thì tùy theo con tim của hai đứa, khi mà gặp nhau có cảm xúc thì chúng ta hãy cho nhau cơ hội để mà chúng ta tìm hiểu, và tin tưởng khi chúng ta tìm hiểu ta sẽ hướng tới cái mục tiêu là tiến xa hơn. Rồi, rồi cảm ơn chị. Cảm ơn. Em ta đi với ai? Dạ em đi với sếp em cùng với những người anh đồng nghiệp. Sếp phòng trọ đấy hả? Dạ, giám đốc mấy năm phòng trọ. Dạ. Rồi. Chào anh trai. Em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân và xin chào tất cả quý vị đang có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em là Đức Trung, là bạn thân của em Tú. Thì em Tú là một người rất là hiền lành, chịu khó làm ăn và đặc biệt rất là nhiệt tình với tất cả mọi người. Còn anh nhìn thấy em gái bên này thì em ấy, cô ấy cũng rất là dễ thương, cũng nhanh nhẹn hòa đồng. Thì theo anh thì hai em nên cho nhau một cái cơ hội để cùng nhau tìm hiểu và có một cái kết quả tốt đẹp. Chúc hai em luôn thành công và những gì tốt đẹp nhất. Xin cảm ơn chương trình. Cảm ơn nhà trai và nhà gái. Bây giờ mở màn ra nha. Em tặng quà xong em sẽ làm một màn MC để chào sân cái gì. Dạ. Chào quý khán giả, hôm nay tôi đến đây mà muốn hẹn hò ha. Tôi đã gặp người bạn tên gì ha. Tôi mong muốn đi gì thử làm một đoạn đó. Dạ. Chinh phục nhà gái liền nha. Suy nghĩ đi nha. Cho em hỏi lại tên bạn nữ. Hỏi lại tên bạn nữ ha. Dạ. Em bạn nữ tên gì vậy? Em bật mí với bạn cái đi. Em tên Châu à? Châu. Nãy chắc nói nhỏ quá không nghe đúng không? Đúng rồi. Dì Châu. Dạ, bạn bên kia tên Tú phải không ạ? Dạ. Tú, bên đó là Tú đúng không? Đúng rồi. Tú dạ. Châu. Châu. Dạ. Hả? À, rồi, suy nghĩ nha. Chuẩn bị. Mở rào. Dạ, chào anh, cảm ơn quà. Dạ, cảm ơn. Dễ thương. Trời ơi. Dạ. Kìa Châu coi cái gì à? Đưa đây. Châu xin hân hoan chào đón tất cả quý vị cùng đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Và hôm nay là lễ báo hỷ của anh trai Thanh Tú cùng với bạn Bảo Châu. Vâng ạ, và lời nói đầu tiên cho phép Vương Nam Thịnh xin mạo phép được thay mặt cho ekip những người thực hiện chương trình kính gửi tới quý vị lời kính chúc sức khỏe, lời chào thân thương và nồng nhiệt nhất ạ. Báo hỷ luôn hả? Dạ. Làm lễ báo hỷ luôn. Trời ơi. Bây giờ em coi quà Châu tặng mình là cái gì. Coi Châu muốn nhắn nhủ gì qua cái món quà đó. Dạ. Bạn có thể bật mí cái này luôn. Cái sở thích bình thường của em. Chúng ta tặng quà, giao lưu âm nhạc ha. Rồi nói chuyện với nhau qua cái hàng rào rồi. Bây giờ quay mặt về nhau đi. Trực diện nào. Bốn mắt nhìn nhau. Và chúng ta có thể cảm nhận về lần đầu tiên trong cuộc đời mình gặp nhau đó. Đối phương thế nào? Mình muốn nghe chia sẻ của bạn. Thì ấn tượng ban đầu là nhìn bạn cũng chững chạc, cũng hiền. Nói chung là chưa tiếp xúc nhiều nên không thể nhận xét một con người qua bề ngoài được. Có sự cái vấn đề mà một cái người mà tiếp xúc nhiều với sân khấu, tiếp xúc nhiều với nhà hàng thì lỡ những anh chị em đồng nghiệp mà lỡ có chụp hình thân thiết quá thì bạn có ghen không? Cái vấn đề đó không phải là ghen hay không, mà cái vấn đề đó là ở bạn cho kiểu như là anh cho em bao nhiêu sự an toàn thì mình sẽ tự khắc là cho bao nhiêu sự tin tưởng. Tức là mình sống mình phải kiểu như làm sao đừng thấy tin tưởng rằng là bạn không có ý gì hết với những người mà chụp hình thân thiết như bạn như vậy á. Thì vấn đề đó là nói chung là cũng không có phải là khắc ghi là không được chụp hình thân thiết. Thì ai cũng vậy, cũng có bạn bè, cũng lúc những lúc vui hay là gì đó. Nói chung nó không có quan trọng, kiểu như quan trọng cái tâm của bạn á, có bị lay động hay là gì đó hay không. Kiểu như vậy. Không, ý mình đang nói là rất là nhiều chị em đồng nghiệp đi, người ta thân, người ta quý mình, gọi là trong cái lúc mà gọi là không phải là cố ý nhưng mà thật sự là người ta muốn cảm giác thân thiết thôi, chứ còn thực sự đã làm cũng rất là sợ, tại vì đến lúc mà chụp hình đồ các kiểu rồi bạn ở nhà bạn sẽ buồn hay bạn sẽ mang tâm lý là cái anh này sao mà ra đường thấy chụp hình với gái xinh đồ thì nó tạo cảm giác của mình không an toàn, thì bạn nghĩ như vậy không? Tại cái an toàn là do cái phần mà không phải là mình nhìn cái hình mình đánh giá được thân thiết đến mức độ nào thì đâu có thể nào cái đó nó cái phạm trù nó cũng hơi rộng á nên cũng chưa biết. Thì nói chung là không có phải là mình ngăn cản cái công việc là bạn bè hay là sự thân thiết, thể hiện sự thân thiết gì,
Nhưng vấn đề là bạn có bị ấy hay không á, lay động hay không thôi, chứ còn bình thường đâu có sao đâu. Bạn gái nói câu rất là hay, mình tạo cho bạn ấy sự tự gọi là tin như thế nào, niềm tin thế nào, thì bạn ấy sẽ trao cái sự an toàn như thế. Giống như Linh vậy, Linh đi chụp không biết bao nhiêu người có thể ôm, có thể này kia, nhưng ở nhà mà xã mình rất là tin mình, bởi mình đã tạo nên một cái niềm tin, một cái độ an toàn rồi. Thành ra là đừng có lo cái chuyện đó, quan trọng là các bạn yêu thương nhau và tin nhau thôi ha. Đã tin thì là an toàn hết á, sợ không tin thôi. Dạ, cái đó quan trọng. Bạn có muốn vào Sài Gòn lập nghiệp và như cái định hướng của công ty hay là thì cũng đang có dự định như vậy, tại cái này là đã, nói chung là đã lên kế hoạch triển khai hết rồi. Vấn đề là nhiều lúc người ta nói là quan trọng là có lý do hay không á, để mình có cái động lực để mình đi. Sau lần này hy vọng bạn sẽ, cái động lực đi Sài Gòn của bạn sẽ nhiều hơn. Nếu em có thể chăm sóc cô ấy, tạo sự tự tin cô ấy và động lực cô ấy, quan trọng là do em đó nha em trai. Dạ vâng. Hiện tại là bạn đang ở đâu ạ? Em đi, em với anh đi, cho nó tình cảm đi. Dạ. Anh ở Bình Thạnh, Sài Gòn. Bình Thạnh. Là có làm quản lý trong một hệ thống phòng trọ cho thuê của sếp. Là một công ty, và ngoài ra thì nhận sâu các sự kiện, MC chương trình, các nhà hàng lớn nhỏ. Rất là, chung là tần suất làm việc cũng khá là nhiều, nhưng mà hầu như thấy là ra đường là bị trai mê nhiều hơn là gái. Bởi vậy nên là nhiều khi người ta cứ mình sợ cảm giác người phụ nữ nhìn vào mình nó không an toàn. Nghe có vẻ rất là bận rộn, cũng thấy cực mà. Cái bản thân lúc nào cũng phải cố gắng rất là nhiều. Chứ ví dụ một người con trai mà đã xa khỏi vòng tay gia đình á, thì nỗ lực nhiều. Thì hy vọng bạn là... con trai mê bạn nhiều hơn, vấn đề là bạn có mê con trai hay không thôi. Em làm ở các nhà hàng là những cái bạn ấy là bạn còn đem nước em uống rồi đem trái cây ra ăn, thật sự xin số, xin Zalo, xin Facebook rất là nhiều. Nhưng nên mà là... vấn đề là bạn có mê cái tình cảm đó hay không? Dạ không, em thẳng. Ừ không thì được thôi. Sao đâu. Dạ. Giờ đi ra ngoài cũng có mấy bạn đó chăm sóc thôi, cũng yên tâm. Nhiều khi cái vẻ bề ngoài mình sáng quá nên là người ta sợ ví dụ ông này chắc kiếm thêm bà nữa hay gì, hay là ở nhà có bà nào rồi mà bây giờ đi giấu để kiếm thêm một người khác nữa, là cái cách nói chuyện quá linh hoạt thì cái đối phương người ta sẽ cái sự nghi ngờ người ta sẽ nhiều hơn là sự an toàn. Rồi quan điểm về hôn nhân gia đình của mỗi bạn thế nào, cho trao đổi với nhau đi. Tìm một người thì anh muốn tìm một người mà hiểu nghe, hiểu về công việc, hiểu về gia đình, tức là đối nội đối ngoại một xíu, hiểu biết đời, sẽ xây dựng gia đình, nhưng mà hầu như 95% là sẽ phải phát triển ở Sài Gòn. Nên là cái khả năng về quê mà ở rể hay gì nó rất là khó. Hiểu. Còn em cũng không có phải là ở rể hay gì, nói chung là em thoải mái tự do lắm. Thì cái người bạn đời của em ở đâu thì em ở đó thôi, chứ không có quan trọng là phải về nhà hay gì hết. Vấn đề là anh tạo cho em cái bờ vai vững chắc để em nương tựa thôi. Không, chắc chắn rồi. Dạ, thì quan điểm về gia đình của em nghĩ là chỉ cần một người tạo cho mình cái sự tin tưởng, an toàn này, đừng có lăng nhăng, rồi không có hút thuốc, em không thích mùi thuốc lá, rồi kiểu như là biết chia sẻ trong công việc gia đình á, cảm thông, biết lắng nghe, vậy thôi. Những cái đó chắc mình phải đạt được khoảng 90%. Dạ. Em chủ yếu là thấy biết lắng nghe á, cái đó nó cũng quan trọng đó. Thì chắc chắn đã vì chung một nhà thì chắc chắn phải hiểu nhau thì mới về chung một nhà được, và hiểu cho bạn nữ và hiểu cho cái gọi là cái người, ví dụ về chung một nhà thì cái người vợ của mình chắc chắn là phải hiểu vợ mình. Hướng tương lai bao giờ chúng ta kết hôn? Dạ em nói bạn gái đi, theo anh thì theo anh thì chắc cũng gần gần một chút xíu, từ tìm hiểu đến thì từ 6 tháng đến 1 năm. Em thấy cũng hợp lý. Hợp lý. Rồi bây giờ em hãy tiến tới nắm tay cô gái và nhìn thẳng vào con mắt cô ấy và nói lên những cái suy nghĩ của mình về cô ấy, cảm nhận về cô ấy sau cuộc trò chuyện, mình mong muốn điều gì cứ nói đi. Chờ nắm tay đi. Nào nhìn thẳng vào mắt nhau. Chắc là anh hy vọng sau cuộc trò chuyện này thì cái động lực vào Sài Gòn của em sẽ nhiều hơn, mà ở đây luôn cũng được nữa. Dạ rồi. Ok. Sao nói gì đâu mà mập mờ dữ vậy? Ở đây luôn cũng được là sao? Ai sẽ là người lo cho cổ? Dạ em nuôi chị. Thì phải nói luôn. Dạ. Không có để tự hiểu thì mình phải nói hết. Đây là những phút nói thật á, hiểu không? Nói đi. Thì hy vọng rằng em sẽ xin công ty cái thời gian điều chuyển mình sẽ sớm hơn một chút xíu, thì để cái khoảng thời gian hẹn hò nó sẽ nhiều hơn. Anh hứa là sao? Anh hứa anh sẽ cố gắng thật nhiều, lo lắng cho em được.
Dạ. Rồi, trở về ghế. Để tao nút bấm với các bạn. Một cô gái nhẹ nhàng dễ thương, một chàng trai cũng tự tin bản lĩnh trong cuộc sống, cũng năng động. Và các bạn suy nghĩ xem chúng ta có thể ghép hai mảnh ghép lại được với nhau hay không. Chúng ta bấm nút không vì bất kỳ điều gì cả, mà hãy soi lại tất cả những câu chuyện từ nãy giờ người ta nói chuyện với nhau, xem mình đã hợp nhau chưa, có thể đến với nhau hay không. Nếu được thì bấm nút, không được không sao cả, hãy nhường nút bấm cho người khác nha. Rồi, bây giờ sau 3 tiếng đếm nha. 1, 2, 3. Trời ơi, bấm nhầm như là bấm mà bấm giật đồ vậy đó, hiểu không? Bấm là sợ mình bấm chậm á. Hãy nắm tay nhau nào. Đấy, xin phép gì? Xin phép gia đình cho. Dạ, con xin phép các bác nắm tay bạn. Rồi, xin hứa với dì đi. Để dì về dì... Dạ. Gọi là nói lại với cha mẹ. Dì như là mẹ rồi đó. Mong dì sẽ đánh tiếng cho gia đình bạn là có sẽ có một cái mối quan hệ nghiêm túc với một cái bạn nam ở trong Sài Gòn này. Cảm ơn. Đánh tiếng rồi. Rồi, làm thủ tục luôn đi cưng. Biết không? Có coi này chưa? Dạ, cho con xin phép nha. Thanh không nói nha. Rồi, rất là dễ thương ha. Hai bạn cũng còn trẻ, tương lai còn rất là dài, rất là sáng luôn. Hãy cố gắng hỗ trợ nhau trên con đường mưu sinh. Mặc dù có thể rất là khó khăn, vất vả, tất bật đó, nhưng hãy yêu nhau, thương nhau và cố gắng nắm chặt tay nhau để ta đi đến mục đích cuối cùng, đó là hạnh phúc nhé. Đây là những món quà từ chương trình gửi tặng cho các bạn. Đây, một bộ son môi Yurika của Nhật Bản đến từ nhãn hàng thép Vina QA thép Nhật Bản tặng cho bạn.